trên mạng Internet, qua Manh Thóp, Facebook và Zoom mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa đông Việt Nam từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 tối, Hilton từ 7 giờ 30 đến 30 sáng, New York từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng, Cali từ 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng, Paris từ 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều, Sydney từ 11 giờ 30 tối đến 1 giờ 30 sáng. Con Nhật Huỳnh thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Bài học hôm nay là giáo trình thắng pháp A Thi Đà, bài 51 thuộc tánh tỉnh tánh ca giáp bát sát thi chê ta si cá, thuộc tánh tịnh tâm chết ta bát sát thi chê ta si cá, do thượng tọa Giác Đẳng biên soạn và ngài Tỳ Siêu sẽ dẫn nhập. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ tam bảo. Chúng con thành kính lãnh lễ cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh từ bi đọc kinh lễ bái tam bảo. Con kính dâng mít đến sư. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy, vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 4 đôi 8 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo, xin tam bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thủ lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng minh hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái tam bảo. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình thắng pháp Abhidhamma, bài 51 thuộc tánh tỉnh tánh ca giáp bát sát thiết chê tá sĩ cá, thuộc tánh tỉnh tâm chít tác bát sát thiết chê tá sĩ cá, sẽ được thượng tọa Giác Đẳng giảng dạy. Chúng con thành kính lãnh lễ cung thỉnh ngài Tỳ Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Cung kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bổn Thầy. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ giáo pháp, kính đảnh lễ chư Tịnh Vân đệ tử Phật, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị. Hôm nay trong giáo trình thắng pháp Abhidhamma, chúng ta học chi tiết về 6 cặp tâm sở tình hậu biến hành. Ở trong 6 cặp đó thì trước tiên hôm nay chúng ta học về tỉnh tánh
và tĩnh tâm. Chữ Pasati, Kaya Pasati, Chitta Pasati. Ngài Hòa Thượng tên sự Ngài xài là tĩnh tâm, tĩnh thân. Và trước đến nay trong bảy giác chi Pasati Sambodhanga, vậy là tỉnh giác chi hay là khinh na giác chi. Rồi hôm nay chúng ta mới học cái danh từ mới là tỉnh. Cho nên nó hơi có một cái mới lạ chút xíu. Chúng ta, những ai có học viên pháp rồi thì khi mà chúng ta nghe nói đến tỉnh thân, tỉnh tâm thì chúng ta hơi mở một chút. Nhưng đó chính là tỉnh thân, tỉnh tâm, cái danh từ cũ xài gì. Và chúng ta sẽ được nghe bài học này do Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải. Bây giờ thì xin mời cô Lăng Dương Nguyệt, cô Nhật Quỳnh đọc cho bài học, rồi sau đó xin cùng thỉnh Thượng Tọa Giảng Sư thuyết giảng Nam Mô Thầy giảng. Dạ, sa thủ lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Ngài Từ Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn Nguyên Sư Hoa Nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con xin phép được đọc phần chánh kinh. Bài học hôm nay, bài 51 thuộc tánh, tỉnh tánh, Kajabat Sát Thí Chê Tá Sĩ Cá, và thuộc tánh, tỉnh tâm, Kích Tát Bát Sát Thí Chê Ta Si Khá. Trong bài học trước, với phần giới thiệu đại lược về sáu cặp thuộc tánh tỉnh thân, tỉnh tâm, kinh thân, kinh tâm, nhu tâm, thích tâm, thuần tâm, chánh thân, chánh tâm, đã nói về thân, ca giá, chỉ cho các thuộc tánh Chê Ta Si Khá. Nên từ bài học này trở đi, sẽ dùng chữ tánh thay vì chữ thân. Đây là trường hợp dịch theo nghĩa thay vì theo ngữ. Nói chính xác, tỉnh tánh, tỉnh tâm là gì? Tỉnh bát sát thí là trạng thái lắng động, không dao động. Tỉnh tánh và tỉnh tâm là hai chất liệu khiến danh pháp xua tan những quấy nhiễu. Đây là trạng thái đối lập với phóng dật, dao động hai trào cử và hối hóa. Tỉnh ở đây không có nghĩa là không lao sao, mà là khả năng xua tan những khuấy động. Tỉnh tánh, tỉnh tâm theo cách nói vĩ mô. Trên phương diện vĩ mô, hai thuộc tánh, tỉnh tánh và tỉnh tâm có vai trò khiến cho bốn danh pháp thọ, tưởng, hành, thức không bị chi phối bởi những khuấy động. Ví dụ như một ngôi nhà có đông người, trong đó có một người điềm đạm tạo nên ảnh hưởng giúp cả nhà xua tan những lao sao xáo trộn, nhờ vậy được an bình. Tỉnh tánh, tỉnh tâm theo cách nói đại loại. Kinh Tạng đặc biệt nói nhiều về yếu tố tĩnh lặng là phần quan trọng của đời sống tu tập. Có dao động thời không có kinh an là một Phật ngôn quen thuộc. Tỉnh giác chi bát sati sambodhanga là một trong bảy chi phần để thành tựu tuệ giác. Có thể thí dụ như một ly nước trái cây với nhiều cặn bã. Nếu để yên thì những cặn bã sẽ lắng xuống đáy. Kinh Từ Bi Mettasutta cũng đề cập đến yếu tính an tịnh. Bớt lăng xăng là điều cần nếu muốn tu dưỡng từ tâm. Ngữ và nghĩa, trong Hán ngữ chữ có thể đọc cả với hai âm tịnh và tỉnh. Ngài Tịnh Sự chọn chữ tịnh nên hai thuộc tánh
Kayabat Sati và Chitabat Sati được dịch là tịnh thân và tịnh tâm. Trong giáo trình này chọn chữ tịnh tánh và tịnh tâm, thì chữ tịnh có thể hiểu là thanh tịnh, trong sạch, Visuddhi. Trong lúc ở đây chữ Visuddhi có nghĩa là yên tĩnh, nên cẩn thận. Nên phân biệt rõ điều này, tỉnh tánh và tỉnh tâm. Trong các thuộc tánh là chất liệu tạo nên sự yên tĩnh, chứ không phải là sự yên tĩnh. Sự yên tĩnh có khi đơn giản là không có những xáo trộn. Trong lúc hai thuộc tánh này là hai tố chất làm tan biến sự dao động. Minh quả và xin vào cái link của Nguyên Sư đưa lên sẽ thấy được hai cái bản minh quả. Điều đã nói và điều sắp nói. Bài học trước là sáu cặp thuộc tánh tỉnh, kinh, nhu, thích, thuần, chánh. Bài học tiếp theo sẽ là thuộc tánh khinh tánh, thuộc tánh khinh tâm. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Con kính nhân mít đến sư. Nam mô Phật Thầy. Kính thưa lễ thượng tọa sư, đại lễ chư tôn đức, xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, tuần vừa rồi thì chúng ta có một bài nói chuyện đại lược để giới thiệu về sáu cặp thuộc tánh rất là thú vị ở trong 19 thuộc tánh tịnh thảo biến hành. Sáu cặp này có thể nói trong sáu chữ dễ nhớ, đó là tịnh, kinh, nhu, thích, thuần, chánh, là những cái tố chất của tâm tịnh hảo. Về điểm này thì chúng ta cần một chút tưởng tượng, lấy ví dụ như ở trong kim loại đó, thì cái kim loại mà được dùng tương đối là phổ thông để đóng tàu, là máy bay, vân vân, ngày xưa đó người ta gọi là thép steel, bởi vì thép có cái độ bền, có cái độ rắn chắc, chống oxy hóa tốt hơn là sắt. Nhưng mà về sau này thì người ta lại khám phá ra một cái kim loại khác tốt hơn, đó là titanium, mà chúng ta gọi chắc tiếng Việt Nam hình như bây giờ là titan thì phải, nếu chúng tôi nhớ không lầm. Thì titanium đó, có cái đặc tính là sức chịu đựng rắn chắc hơn thép, nhưng lại nhẹ hơn thép. Thì những cái tính chất mà chúng ta gọi là nhẹ hơn thép hay là bền hơn thép, thì cái đó là những cái attributes, những cái thuộc tính của titanium. Thì tương tự như vậy, những cái thuộc tính như là tịnh, kinh, nhu, thích, thuần, chánh, đó là những cái tố chất hay những cái thuộc tính rất là đặc biệt của các cái tâm tịnh hảo. Và ngày hôm nay thì chúng ta học đến hai cái thuộc tánh đầu tiên mà chúng ta gọi là một cặp, đó là tỉnh tấm, tỉnh tánh và tỉnh tâm. Thì để ôm lại bài cũ tuần vừa rồi, chúng tôi muốn nói đến là cái cách dùng từ ở tại đây đó, nó hơi lạ, có thể làm cho quý Phật tử cảm thấy rất là bối rối. Chỉ ca giá mà gọi là thân ở đây chỉ cho các cái thuộc tánh, hay nói một cách khác đó là thuộc về
thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn. Và chích tá ở đây đó chỉ cho tâm hay là thức quẩn, tức là trong bốn danh quẩn đó, thì tỉnh tánh đó, nó là cách làm cho an tĩnh. Ba cái danh quẩn thọ tưởng hành và tĩnh tâm là an tĩnh về thức quẩn, tức là về tâm. Nói chung lại tức là cả hai thuộc tánh này có một cái tác dụng là làm an tĩnh danh pháp, tức là tâm và thuộc tánh. Bây giờ chúng ta nói đến chữ Pasati. Chữ Pasati như Thượng Tọa Từ Xưa có đề cập khi nãy đó, là ở trong một vài nơi người ta dịch là khinh an, một vài nơi dịch là tỉnh, và ở trong giáo trình này chúng tôi dịch là tỉnh. Chữ khinh an có nghĩa là nhẹ nhàng, thì chúng ta không dùng được ở đây. Như khinh an giác chi không dịch ở tại đây, tại vì nó trùng với cái một cái cặp sắp tới mà chúng ta sẽ học là khinh tánh và khinh tâm. Và nó có một chữ khác là chữ tịnh. Chữ tịnh là chữ hay tịnh sự sai. Mặc dù như trong bài học nào quý vị đọc thẳng bài học đó, thì tiếp vì chữ Hán đó, thì chữ tịnh và tỉnh ở đây đó, là cùng một chữ mà đọc thành hai âm. Đọc hai âm thì nó ra hai nghĩa khác nhau. Giống chúng ta có chữ trường và trưởng, như trường giang chẳng hạn, chữ trường và trưởng cũng là một chữ mà đọc hai âm khác nhau. Thì chữ tỉnh ở đây đó, sự lắng đọng, giống như chúng ta nói là yên tĩnh, hay là tĩnh mịch, hay là an tĩnh. Cái sự lắng đọng này đó, nó có một cái hiệu năng rất là đặc biệt ở trong cuộc sống của chúng ta, là nó làm giảm bớt đi những cái lao sao, những cái dao động. Nếu quý vị nào đọc kỹ đó, thì ở đây chúng tôi có một cái thí dụ là ở trong một ngôi chùa hay trong một đại gia đình có đông người đó, thì cái chuyện thời sự, chuyện mưa, chuyện nắng, chuyện thị phi, nó làm cho mọi người nhốn nháo lên, làm cho một người lao sao. Nhưng mà nếu mà ở trong nhà có một người mà người đó là người lớn, là người có nhiều kinh nghiệm đời, và người đó cái tính điềm đạm đó, thì chỉ cần một cái nét mặt, một câu nói đó, làm cho cái sự lao sao nó lắng đọng xuống. Thì cái đó chúng ta gọi là tỉnh. Tỉnh là cái chất địa liệu làm cho lắng đọng. Thật ra thì chất liệu này nó đối lập với một cái trạng thái, mà cái trạng thái đó nó lại có mặt ở trong tất cả, trong bất thiện. Đó là trạng thái uttacca, phóng dật. Phóng dật hiểu là sự lao sao hay là sự dao động. Cái sự lao sao dao động đó nó tương tự như là ở đây chúng ta nói rằng có hai người, có hai cái cá tính đó. Một người thường lăng xăng, náo động, và một người là điềm đạm, điềm đạm an nhiên. Thì cái người điềm đạm khá đồng ổn điểm đó, là cũng cảnh đó, cũng sự việc đó, mà cái người mà lăng xăng, cái người náo động thì lúc nào cũng lăng xăng. Nhưng mà cũng cảnh đó mà cái người điềm đạm đó, thì vững chãi, không có dao động. Thì cái không có dao động đó đó chúng ta gọi là tỉnh. Quý vị sẽ thấy rằng tại sao chúng tôi không dùng chữ tỉnh ở tại đây. Tại vì chữ tỉnh nó có nhiều khi hiểu là sạch, là trong sạch. Trong sạch là không có dơ. Nhưng mà một người trong sạch không nhất thiết là một người điềm đạm. Trong sạch không nhất thiết là người an tĩnh. Cái sự an tĩnh nó là một cái tố chất rất là cần để cho những cái thuộc tánh đó, nó được phát huy đúng, phát huy tốt. Như quý vị thấy rằng ở tại Mỹ
và ở tại các cái nơi mà làm việc á, ở tại Mỹ thì nếu chúng ta đi khu gia cư mà gọi division mà càng giàu á, thì nó càng, tại vì ở trong an tịnh đó đó thì người ta sống người ta không có bị quấy rầy nhiều. Và ở trong những cái công sở mà người ta làm việc mà có hiệu năng đó, thì những công sở đó thường là mỗi nhân viên, mỗi người đó có một cái phòng riêng, một cái compartment hay là một office riêng. Và ở trong những cái ngăn lại đó, nó người ta tạo cái không khí an tĩnh. Chúng tôi có vài có đôi khi đi vào những cái công sở hay là những nơi làm việc đó, thì chúng tôi thấy ở bên Mỹ đặc biệt là những chỗ làm việc đa phần là rất là yên, rất là an tĩnh. Ít có khi nào mà cái chỗ mà làm việc nhiều, trừ khi là một vài cái công việc đặc biệt như là nhà hàng đồ thôi, còn đa phần là rất là yên và rất là an tĩnh. Thì cái sự an tĩnh đó nó làm cho người ta lắng động và người ta sống trọn vẹn với điều đó. Nếu mà nói về con người, đây là cái đức, chúng ta gọi đức điềm đạm. Và nói về đời sống nội tâm thì chính cái sự lắng động, an tĩnh làm cho pháp độ sanh đó được bị dao động. Về điểm này đó thì nếu mà chúng ta đọc qua kinh Tạng, thưa quý vị, ở trong kinh Tạng á thì có những câu Phật ngôn như Đức Phật ngài dạy về hạnh phúc đó, thì ngài có một cái định nghĩa về hạnh phúc có chiều sâu, và hạnh phúc có một cái thái độ vững chãi đó. Thì ngài dùng cái câu gọi là có dao động thời có không có khinh an, mà không có khinh an thì không thể có an lạc được, không có dao động thì có khinh an. Và cái sự không dao động đó đôi khi được hiểu là sự vững chãi. Cái sự không dao động đó đôi khi được tả qua cái đời sống độc cư thanh tịnh. Ở trong thất giác chi thì cái chữ bất sắc thi sau bức tranh cá là tịnh giác chi hay là tịnh giác chi đó, thì một trong những yếu tố của tuệ giác đó, đó là sự an tịnh hay là an tĩnh, là tịnh giác chi. Và nếu vị nào mà đọc ở trong kinh thì có một cái sắc thái rất là đặc biệt thời Đức Phật còn tại thế, là trong một ngôi chùa có thể có hàng ngàn vị tỳ kheo, nhưng rồi chư tỳ kheo sống một cách rất là an tịnh, cần thiết thì nói vừa đủ cho hai người nghe, và đi tới luôn không ồn ào, không nói nhiều. Có một lần vua A Xà Thế theo thầy Chi Vá Khá đến về nhà để diện kiến Đức Phật, và nhà vua bước vào một nơi mà nhà vua nghĩ rằng có hơn 1.000 vị tỳ kheo đi với Đức Phật, nhưng mà nhà vua thấy một không khí tĩnh mịch hoàn toàn, nên nhà vua phát tâm kinh hãi. Khi mà thấy Sư Bá Cá cho người thắp đèn lên thì thấy Đức Phật ngồi ở giữa và Chư Tăng ngồi hai bên, ở trong một trạng thái rất là an nhiên, rất là an tịnh. Và rất nhiều đoạn kinh khác ở trong Trung Bộ, trong Trường Bộ, tức là trong Trung Bộ, thì những cái vị du sĩ ngoại đạo khi gặp Đức Phật, gặp đệ tử Phật, và kể cả những đệ tử cư sĩ, thí dụ như người công trình sư Ngũ Kế, hay là một công trình sư của vua Ba Tư Nạc, và từ xa đi đến thì các du sĩ ngoại đạo đều
nói với nhau rằng: ồ các bạn, mình hãy giữ im lặng, bởi vì Sa môn Gotama và những đệ tử Sa môn Gotama khoan hỷ với sự an tịnh, tán thán sự an tịnh, thì các vị đó không có muốn rằng bị đánh giá là một hội chúng ồn ào. Chỉ câu chuyện đó chúng ta không phải nghe một bài kinh, hai bài kinh, mà chúng ta nghe trong rất nhiều giải thoại. Điều đó chứng tỏ rằng thời Đức Phật còn tại thế đó, thì Đức Phật ngài đặt, ngài nhấn mạnh cái thí dụ, cái yếu tính gọi là an tĩnh ở tại các ngôi tịnh xá, ở tại các đạo tràng. Ngày hôm nay quý vị người Phật tử thường thường đi chùa đó, mà chùa này yên tĩnh sẽ gọi là chùa vắng như chùa Bà Đanh. Nhưng mà hỏi ngược lại thì thế nào là một ngôi chùa mà gọi là họ chỉ là tốt đó, thì người Phật tử Việt Nam quan niệm ngôi chùa tốt là Phật tử ra vô tấp nập, hương khói, nghĩa là mịt mù, cái không khí thì náo nhiệt, thì cái đó là một ngôi chùa tốt. Mà ngôi chùa mà yên tĩnh thì gọi là ngôi chùa vắng như chùa Bà Đanh. Chúng tôi thì chưa ra Bắc, không biết chùa Bà Đanh thế nào, nhưng mà chúng tôi thật sự mà nói thì tới chúng tôi tại các ngôi chùa, đa số các ngôi chùa chúng ta ở thì tương đối là tĩnh mịch. Lâu lâu ngày lễ thì vào một chút thôi, nhưng bình thường tương đối tĩnh mịch. Cái không khí tĩnh mịch nó là một cái nơi trầm lắng có lợi cho đời sống. Dạ con thỉnh sư lại bạch sư. Dạ quý vị nghe được không? Dạ quý vị có còn nghe được không? Dạ. Thưa quý vị, chúng tôi muốn nói đến một nhà văn người Anh và cũng là một người Phật tử. Ông có nói một ví dụ rất là thú vị, đó là ông nói rằng người ta đi xem một vở kịch hay bản nhạc thì để có thể cảm nhận trọn vẹn thì cái việc đầu tiên là người ta phải im lặng. Có im lặng thì mới lắng nghe, không có im lặng thì đâu có lắng nghe được. Nhưng mà trong cái bản chất của chúng ta là bản chất ồn ào ngay trong cái tư duy, luôn luôn có ý kiến này phê bình kia, rồi tâm của chúng ta không có đủ sự trầm lắng và lắng nghe một cách trọn vẹn, cảm nhận một cách trọn vẹn, để chúng ta không có nghe tốt và không có lãnh hội được tốt, không hấp thụ được tốt. Thì như vậy ở đây khi mà chúng ta đề cập thuộc tánh tỉnh tánh và tỉnh tâm, thì chúng ta muốn nói đến một cái tố chất đó làm cho các cái danh pháp đồng sanh ở đây đó là tâm và các thuộc tánh được tĩnh lặng, dạ, được tĩnh lặng, tức là ở trong cái sát na tâm đó nó không có bị dao động, không có bị quấy động bởi những chi phối khác. Khi mà chúng tôi còn nhỏ ở miền quê, thưa quý vị, thì thời đó không có nước máy, mà thường là xài nước ao. Và nước ao mà múc dưới ao lên thì quý vị biết rằng đồng bằng sông Cửu Long đó, thì
nước sông ít khi nào mà nó trong lắm, không giống như bên miền Đông. Những vị nào về miền Đông mà sông, sông bé được thì tương đối là nước nó trong, tại vì ít phù sa. Nhưng mà ở miền Tây á, thì ảnh hưởng của sông Tiền và sông Hậu, nhiều sông Cửu Long á, thì phù sa nhiều, do đó nước mà múc lên trong lưu để xài luôn luôn là nó luôn luôn là nó đục nhiều phù sa lắm. Thì có hai cách để làm cho nước trong, là để yên như vậy không có đụng tới. Ở trong thời gian 5-10 bữa thì khi mà nước được để yên thì những cái phù sa nó sẽ lóng xuống, cái phần trên là nước trong. Nhưng mà múc một lu nước lên mà để 5-10 bữa mà mới xài được thì khó khăn lắm thưa quý vị. Ít có nhà nào làm vậy đó. Thì người ta dùng một cách mà chúng tôi thường xài, đó là người ta dùng cái phèn chua đó, họ cả vào trong cái thành. Thành ra ở miền quê có cái chữ gọi là lóng phèn. Lóng phèn tức là mình lấy phèn cho vào trong nước đó, thì không lâu sau đó thì do cái chất phèn này, nó làm cho phù sa lắng xuống. Và chúng tôi nhớ là có khi múc nước mà xài, múc nước mà uống thì múc nhẹ nhẹ chứ sợ cho nó, cái bùn ở dưới nó khuấy lên. Và ở một vài nơi khác thì họ có dùng cái cây mà chúng ta gọi là cây moringa hay cây chùm ngây ấy, để cũng tương tự lóng phèn để làm cho bùn nó lóng xuống. Thì nói chung là ở trong một cái nước, một cái lưu nước trong, ở trên là nước trong là bùn, thì cái sự yên tĩnh, sự lắng động rất là cần thiết. Nếu mà nó có sự khuấy động thì bùn nó sẽ trộn vào trong nước, tương tự như vậy. Và chúng tôi nhắc đi nhắc lại đã hai lần, đó là tĩnh tâm không phải là sự yên tĩnh, mà là cái chất liệu tạo nên sự yên tĩnh. Sự yên tĩnh khác mà chất liệu tạo nên sự yên tĩnh khác. Và chính cái chất liệu này nó làm cho tâm và các thuộc tánh được an tịnh. Bây giờ thì thưa Phật tử, chúng tôi muốn nói đến một cái nhìn về sự an tĩnh trong cái cách nói đại loại, mà đặc biệt là qua kinh tạng. An tĩnh là một bài học lớn. Bài học đó được Đức Phật Ngài dạy ở trong rất nhiều trường học và với rất là nhiều cái tên gọi, cách gọi khác nhau. Ví dụ như là ở trong một bài kinh thì Đức Phật Ngài đề cập đến những người mà ưa thích sự giao tiếp, ưa thích văn nghệ, ưa thích hội chúng. Đó là một trong những cái chướng ngại của đời sống tu tập. Tại vì những cái ưa thích này đó, nó tạo nên những cái lăng xăng, và những lăng xăng này khiến tâm không có tập trung được. Và điều này nói theo cái ngôn ngữ ngày hôm nay đó, không nhất thiết là mình ngồi ở trong một ngôi nhà yên tĩnh, một nơi an tĩnh mà chúng ta thực sự an tĩnh. Tại vì sao? Tại vì có nhiều người ở trong một ngôi nhà một mình an tĩnh, nhưng mà vẫn say sưa để sinh hoạt ở trong những cái mạng xã hội giống như Facebook, Twitter chẳng hạn. Thì cái sự hoan hỷ, cái sự nghiện ngập các mạng xã hội đó, nó khiến cho tâm người đó không được an tịnh. Đức Phật thì đầu tiên Ngài khuyến khích là để có cái tâm được an tịnh đó, thì giảm bớt đi cái sự đam mê để mà tham dự những cái mạng xã hội. Chúng tôi có quen với một vài Phật tử sinh hoạt ở trong Pao Thóc,
Và quý vị thì có lẽ là ở một cái nơi rất là xa xôi, ít có người Việt Nam, tận ở bên Phần Lan. Do đó vị này nói với chúng tôi rằng hãy có thời giờ rảnh là vào trong Pao Thóc đó, đi hết xuống Israel kia. Thì chúng tôi nghe, chúng tôi cũng có khuyên là mình học Phật Pháp là một điều tốt, nhưng học theo cái kiểu riêng, tức là không vô Pao Thóc không được. Ngoài cái lớp Phật Pháp Buddha-dhamma xong mà cứ đi hết room này sang room kia, thậm chí có những nơi mà họ có lời qua tiếng lại này nọ, cảm thấy phiền não, thì thật ra nó cũng không tốt đâu. Dạ, nó cũng phải là tốt. Dạ, thì vị đó nghe và sau này cắt giảm xuống. Dạ. Thì như vậy đó, cái sự yên tĩnh ở bên ngoài mà Đạo Phật gọi là chúng ta viễn ly về thân, thì nó còn có một cái cách, một sự viễn ly khác là viễn ly về tâm. Viễn ly về tâm là cái khả năng sống một mình. Cái sự viễn ly nó cũng là một cái cách nói khác của một đời sống mà Đức Phật gọi là độc cư. Độc cư, nếu chúng ta đọc ở trong Ovada Patimokkha thì chúng ta thấy rằng Đức Phật, ngài chư Phật, chư Phật trong ba đời rồi thì đều dạy những cái tố chất cho đời sống tu tập, như là thu thúc lục căn, tiết độ cho âm, cho ẩm thực, và biết sống độc cư an tịnh. Sống độc cư đó cũng là một cái ý nghĩa nói lên cái mà chúng ta gọi là tĩnh, là sự yên tĩnh, là sự tĩnh lặng, biết sống độc cư. Và những bài kinh mà chúng ta nghe rất rõ như là kinh người biết sống một mình, và biết sống một mình cũng là một đời sống độc cư. Rồi Đức Phật ngài cũng qua rất là nhiều trường hợp, ngài dạy là những cái gai nhọn của đời sống tu tập. Thí dụ như là bình thường một người mà thiếu phước á, thì cuộc sống á, trong cái thấy nghe ngửi nếm đụng thì thường là cảnh xấu. Bây giờ có được cảnh tốt là sắc thinh khí vị xúc, sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc đoạn, thì cái đó có do cái phước. Nhưng mà những cái sắc đẹp hay mùi ngon vị mùi thơm vị ngon xúc đoạn á, đối với người, đối với sơ thiền nó là cái gai nhọn. Và rồi trong sơ thiền thì nó lại có tầm và tứ, thì tầm và tứ là cái gai nhọn cho nhị thiền, rồi hỷ là cái gai nhọn của tam thiền. Nói tóm lại đó là ở trong cách nó tương đối, là nếu chúng ta đọc ở trong kinh điển thì cái cuộc sống càng sâu, càng tế nhị, càng cao đó, thì nó dần dần nó đi vào cái chỗ tịch lặng. Tịch lặng của năm dục trưởng dưỡng, tịch lặng của tầm tứ hỷ lạc, cái sự tịch lặng của thọ tưởng, như là trong trường hợp diệt thọ tưởng đến chẳng hạn, thì tịch lặng đó nó rất là khó cảm nhận với người tu tập, bởi vì chúng ta quen với một cái hình ảnh cố định nào đó, và cái người còn nhỏ mà không có trưởng thành thì không có quý trọng cái đời sống của sự tịch lặng. Chúng tôi nhớ rằng khi chúng tôi nhỏ, có lần theo sư cậu lên trên núi lớn ở Vũng Tàu, có ghé thăm một người Phật tử, mà người Phật tử đó lên tu tập với ngài Hộ Tông ở chùa Bồ Đề Vũng Tàu. Thì lúc đó mỗi người có một cái thất riêng, mỗi người có cái gọi là cái cốc riêng, một cái tình thất riêng. Thì người này rất là quý sư cậu, và mỗi lần sư cậu thuyết pháp thì cũng thích đi quan hệ đi nghe. Thì sư cậu có ghé thăm vì người bệnh, nhưng mà người đó nói rằng sống với Sài Gòn nhà cao cửa rộng, nhưng mà con cái rồi này kia nó cũng làm cho mình khó tu tập, mà lên đây cái không khí tốt và yên tĩnh thì yên tĩnh tốt quá. Thì chúng tôi nghe vị đó nói là sự yên tĩnh, nhưng mà cái tuổi thơ lúc đó thì còn nhỏ là mình cũng có thấy được cái giá trị của sự yên tĩnh, mình nghe nói như vậy thôi, không có cảm nhận được cái giá trị của sự yên tĩnh. Nhưng mà về sau thì những năm tháng về sau này thì dần dà đó,
Càng sống ở trong chùa, càng tiếp xúc thì mình thấy rằng những cái giây phút mà tĩnh mịch, những giây phút mà yên tĩnh mà trở về sống một mình thì những giây phút đó thực sự rất là an lạc, và rất là an lạc. Và trong cái bài kinh Từ Bi, Từ Bi kinh mà chúng ta đọc, thì Đức Phật ngài có dùng cái cụm từ gọi là không có rộn ràng, không có rộn ràng. Một người muốn phát triển tâm từ mà rộn ràng quá thì khó phát triển tâm từ, tại vì cái sự rộn ràng nó là phân tán cái tâm lực của mình, chúng ta không có hàm dưỡng được những cái đức tính tốt. Thành ra nếu chúng ta muốn tu tập tâm từ, tâm bi vân vân thì chúng ta cần có cái sự yên tĩnh. Thì ở đây rất là rõ ràng là cái sự yên tĩnh nó có lợi về nhiều mặt, và chúng ta hiểu nó là một cái chất rất là tốt, một cái chất liệu rất là tốt cho đời sống tu tập. Ở trong danh từ Phật học đó, thưa quý vị, ở trong từ ngữ Phật học đó, có cái chữ gọi là gochara. Gochara tức là chữ go là con bò, chara là đi, đi bắt bộ hay du hành chi. Chữ gochara ở trong kinh Đản có đôi khi chỉ cho cái sở hành, và ở trong Thắng Pháp thì có chữ là cái cảnh, nhưng mà ở trong Lục Tạng á thì cũng chắc là cái chỗ lui tới thích hợp với một vị tỳ kheo. Thì ở trong Sớ Giải nói về cái chỗ lui tới thích hợp cho vị tỳ kheo thì có đề cập đến những chỗ nào mà không thích hợp để đi vào. Ví dụ như bây giờ chúng tôi là nhà sư mà đi lui tới chỗ casino đánh bài là chỗ không thích hợp rồi. Nhưng mà ở trong kinh lại còn nói đến cái chỗ thích hợp, giống như con bò nó biết đi tìm cái cỏ mà ăn, thì có hai cái cảnh giới lưu tế thích hợp cho một vị tỳ kheo, đó là đi vào sớm để khất thực, là tìm cái thực phẩm nuôi thân, và những cái nơi an tĩnh để tìm cái thực phẩm cho đời sống tinh thần. Tức là để huân tập hay là huân tu đời sống nội tại. Thì như vậy cho chúng ta thấy rằng nếu mà những cái pháp mà Đức Phật dạy về như là như ý túc, tứ chánh cần, tứ niệm xứ, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo vân vân, mà những pháp đó được nuôi dưỡng, được hàm dưỡng đó, thì nó lại cần đến một cái tố chất là giảm thiểu đi những cái đa đoan, những cái lăng xăng ở bên ngoài. Chúng tôi nghĩ rằng cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay đặc biệt là rất là quan trọng về chúng ta rất là quan trọng về cái hình thức ở bên ngoài, về cái mặt ở bên ngoài. Ví dụ như là chùa chiền xây sao cho nguy nga, cho to lớn, lễ hội là cho đông đảo, thậm chí không đông thì ở bên Việt Nam chúng tôi không biết, bên Mỹ có đôi khi người ta thuê ca sĩ về để làm văn nghệ cho đông đảo, và cái sự đông đảo nó trở thành một cái slogan, nó trở thành một cái chuẩn mực để đo cái sinh hoạt của ngôi chùa. Những lúc đó thì chúng ta cảm thấy rằng chúng ta đang sinh hoạt rất là trái ngược với thời Đức Phật còn tại thế. Nếu mà chúng ta nghe và đọc kỹ trong kinh ấy, thì các cái vị tu du sĩ ngoại đạo gặp nhau thường nói rằng Samukatama là bị ưa thích sự yên tĩnh và tán thán sự an tịnh, và Samukutama và các đệ tử Samukutama như vậy. Thì rõ ràng là chúng ta có cái hình ảnh đối ngược với cái gì mà một ngôi chùa, một cái đạo tràng và một cái phong cách sinh hoạt mà thời Đức Phật còn tại thế trong đời sống tu tập. Vì vậy ngày hôm nay khi mà chúng ta đề cập đến hai thuộc tính tỉnh tánh và tỉnh tâm đó, trên phương diện nội tại thì chúng ta, trên phương diện vĩ mô đó, chúng ta hiểu là đây là những cái tố chất để xóa tan đi những cái quấy động, những cái lao sao, những cái dao động. Nhưng mà trên phương diện đại loại đó thì chúng ta sẽ bắt gặp rất nhiều và cái đức yên tĩnh này,
ở trong nhiều cách nói. Thí dụ như hồi nãy chúng tôi nói về đời sống viễn ly, thân viễn ly, tâm viễn ly, nói đến đời sống độc cư, nói đến đời sống không có hung săn đa đoan, nói đến cái sự yên tĩnh trầm lặng, nhiều thứ rất thú vị. Mặc dù cái tên gọi có thể khác đi, cái tên gọi không lúc nào như vậy, nhưng mà chúng ta thấy rất là nhiều, kể cả ở trong cái phương diện mà gọi là Pasati Sambhojanga, tức là tỉnh giác gì, nó cũng là một cái yếu tố để thành tựu cái tuệ giác, thành tựu tuệ giác. Con người mà trí tuệ thường tự thắp sáng á, là người đó phải có cái sự yên tĩnh nhất định để cảm nhận, để hấp thụ, để tư duy. Con người mà lúc nào cũng lăng xăng ở bên ngoài và lăng xăng ở đời sống nội tại, chúng tôi nói sự dao động nội tại đó, thì sự dao động đó đó nó không có cho chúng ta cảm nhận hạnh phúc trọn vẹn, suy tư một cách trọn vẹn, thấu đạt một cách trọn vẹn đâu. Càng tu tập càng hiểu thì chúng ta mới quý những cái giờ phút mà yên tĩnh một mình. Và ở đây chúng tôi xin nhắc lại quý Phật tử là ở trong sáu cái gặp thuộc tánh mà chúng ta sắp học tới là tỉnh thân, tỉnh tâm, khinh thân, tâm, nhu thân, nhu tâm, thích thân, thích tâm, thuần thân, thuần tâm và chánh thân, chánh tâm. Thì mặc dù chúng ta nói đến thân và tâm thì đúng là chúng ta nói đến tánh và tâm, chúng ta nói đến các thuộc tánh, tức là thọ quẩn, tử quẩn, hành quẩn, và tâm chúng ta nói đến thức quẩn. Thì cả bốn quẩn này, bốn danh quẩn thọ, tưởng, hành, thức đều được tốt bởi những cái tố chất tịnh, khinh, tỉnh, khinh, nhu, thích, thuần, chánh. Những cái tố chất đó luôn luôn là những cái tố chất rất tốt. Và những cái bài học kế tiếp trở đi thì chúng tôi sẽ không nhắc lại sự khác biệt giữa cái gọi là tánh và tâm, hay thân và tâm, hay là thọ quẩn, tử quẩn, hành quẩn, thức quẩn nữa, mà chúng tôi sẽ tập chú vào những cái chữ như là tỉnh, khinh, nhu, thức, tích, thuận. Khi mình học thắng pháp, thưa quý vị, mình cần một điều là cần cái trí tưởng tượng. Đôi khi rất khó tưởng tượng, ví dụ như ngày hôm nay đó, người ta tìm được một cái hộp kim, một cái hợp chất chế tạo ra kim loại, mà cái hợp chất đó làm cho kim loại ít bị oxy hóa, ít bị reset, nó có cái sức chịu đựng dẻo dai hơn, nhưng nó lại nhẹ hơn. Nó là nhẹ hơn, tức là tất cả những cái yếu tính, những yếu tố như là nhẹ, bền, không bị reset, vân vân, thì điều đó chúng ta gọi là những cái attribute, những cái thuộc tính của một loại kim loại đặc biệt, thí dụ titanium chẳng hạn. Chúng ta nên hiểu là với những tâm lý nó cũng giống vật lý như vậy đó. Nó có những hiện tượng mà nó có những cái tố chất, và những tố chất mang lại những cái giá trị thiết thực. Nên chi trong bài học này, khi mà chúng ta học về hai thuộc tính, tỉnh thân và tỉnh tâm, nó cũng là một cái gì rất là cần. Và bây giờ thì chúng tôi, trước khi dứt lời đó, thì chúng tôi nhắc quý vị là hai cái chữ mà một là của Ngài Thượng Sĩ dùng là chữ tịnh, tịnh thân, tịnh tâm, và chúng tôi thì dùng chữ tỉnh. Ở trên phương diện ngôn ngữ thì ở trong chữ Hán, chữ tịnh còn đọc có nghĩa là tịnh, tịnh độc tịnh. Thí dụ chúng ta nói thanh tịnh, hay là chúng ta nói thanh tịnh và vô vi thanh tịnh, hay là chữ thanh tịnh như thanh tịnh đạo. Tuy nhiên trong cái hiểu của chúng ta, trong âm Hán Việt, cái chữ tịnh đó có nghĩa là trong sạch. Ở đây thì không ý nghĩa là trong sạch. Ở đây chúng ta dùng chữ tịnh để chỉ cho cái sự lắng động, không có lao sao, không có quấy động. Thật là chúng ta dùng chữ tịnh, và quý vị nhớ về điểm này. Và nói một cách khác thì do có cái tỉnh nên mới đạt đến chỗ tịnh. Thì nếu nói theo ngôn ngữ bình thường trong tiếng Việt chúng ta hiểu, thì tịnh là cái kết quả của tỉnh, sự an tĩnh dẫn đến thanh tịnh.
Không biết chúng ta nói như vậy quý vị có phân biệt được không? Thì thanh tịnh là cái kết quả của sự yên tĩnh. Nên chúng ta cần thấy rõ là tại sao chúng ta chọn chữ tịnh thay vì chữ tịnh ở tại đây. Bây giờ thì chúng tôi xin được chúc phần nói chuyện hôm nay về bài học liên quan đến hai thuộc tánh tỉnh, tánh và tỉnh tâm. Bậc thượng tọa tuệ sư, không biết thượng tọa có ở trước máy không? Nếu thượng tọa tuệ sư đang có mặt ở trước máy, xin thỉnh thượng tọa khoan nghỉ nói cho vài lời trước khi chúng ta đi vào phần thảo luận. Một lần nữa xin hỏi thượng tọa tuệ sư có mặt ở trước máy không? Dường như thượng tọa tuệ sư không có mặt. Thượng tọa tuệ quyền ấy, thượng tọa tuệ quyền có mặt ở trước máy không? Nếu thượng tọa nghe được, xin thỉnh thượng tọa khoan nghỉ nói cho vài lời. Đại đức Pháp Tính đây, đại đức Pháp Tính có ở trước máy và nghe được không? Nếu đại đức Pháp Tính nghe được, xin thỉnh đại đức Pháp Tính nói cho vài lời. Ô, dạ, thấy thượng tọa tuệ sư đưa tay rồi. Dạ, kính cung thỉnh thượng tọa tuệ sư. Anh Nam Mô Bụt Thầy. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý vị. Trong khi chờ đợi chúng tôi đã đẳng soạn câu thảo luận với Chư Tăng, chúng tôi cũng có vài lời chia sẻ cho quý vị trong cái bài học hôm nay. Dù là chữ bát sát thí chúng ta dịch là đọc là tịnh hay là tĩnh thì nó cũng có ý nghĩa, nghĩa là trạng thái lắng động vắng lặng. Và khi mà chúng ta xài cái chữ tịnh, có đôi lúc người ta sẽ nhầm với chữ visuddhi. Chữ tịnh là trong sạch. Nhưng mà nếu chúng ta sẽ chữ tịnh thì nó có nghĩa là tĩnh lặng như mặt nước hồ thu. Tĩnh lặng như mặt nước hồ thu, không có bị khuấy động, không có bị khuấy động bởi gió. Thì cái chữ tĩnh đó chúng ta xài nghe nó rất là hay, và chúng ta không có bị nhầm. Tuy nhiên, cái gì mà chúng ta đã học trước đây rồi, mà chúng ta hiểu được rồi, thì bây giờ cho dù chúng ta xài chữ tịnh hay là chữ tịnh thì chúng ta cũng đã hiểu rồi, thì không có vấn đề trở ngại gì. Cái quan trọng nhất ở đây là khi mà chúng ta học về hai cái thuộc tánh tỉnh thân tỉnh tâm, chúng ta cần phải biết khi mà chúng ta chiết xuất, chúng ta dùng cái từ chiết xuất có nghĩa là chúng ta lấy cái tinh chất của cái thuộc tánh này để lấy tinh nghĩa của cái thuộc tánh
này để chúng ta làm cái, là cái pháp và chúng ta ăn trú, chúng ta tu tập, chúng ta thuần thục, thì như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta tu tập được nhiều, tu tập được sâu, có chiều sâu. Và ở đây thưa quý vị, trong cái trạng, cái yếu tố tĩnh lặng được nói đến rất là nhiều trong cái lĩnh vực thiền định, hay là con đường đưa đến sự giải thoát. Như câu nói có dao động thời không có kinh an, mà khi không dao động thời được kinh an, thì như vậy cái yếu tố có sắc thiết ở trong cái tâm tình hảo nó làm cho các pháp đồng sanh. Pháp đồng sanh ở đây tướng dinh quẩn, tướng dinh quẩn đồng sanh với cái thuộc tánh này, nó làm cho các dinh quẩn đồng sanh. Ở vào một cái trạng thái lắng động, không có bị phiền nhiễu bởi phiền não, cho nên khi mà chúng ta tu tập á, thì chúng ta chú ý trước nhất là chúng ta tu tập về niệm, niệm giác chi. Và khi chánh niệm được bén nhạy, thì lúc bây giờ tuệ trạch pháp nó hiển lộ, để nắm được, rõ biết được danh sắc vô thường khổ vô ngã. Mà khi đã có niệm, đã có trạch pháp, trạch pháp thì một cái yếu tố nữa để giúp cho duy trì niệm và tỉnh giác, niệm và trạch pháp á, tức là cần giác chi. Mà khi có cần giác chi duy trì được niệm và trạch pháp, thì với cái trạng thái đó thì được phát sanh lên hỷ giác chi, đem lại cái sự nơ vui cho tâm. Và hỷ giác chi có rồi đó, thì lúc đó nó sẽ có tịnh giác chi. Cũng giống như là một cái hồ nước nếu mà nước cạn đó, thì nước đó nó không có trong, không có sạch. Nhưng mà cái hồ nước đó nó được ngập đầy
thì đó là sẽ lắng xuống những cái chất phù sa, chất bẩn, và do đó cho nên mặt hồ trở nên, trong sáng. Thì cái sự đầy, sự đầy của nước ở trong hồ giống như là cái sự no vui hỷ giác chi, và do đó hễ cái hồ đầy nước thì nó trở nên tĩnh lặng. Bởi vì một khối nước to lớn như vậy đó, thì lúc nào nó cũng yên ả. Cho nên chúng ta ví dụ giống như là hễ mà có hỷ giác chi mà có tịnh giác chi, và có tịnh giác chi thì có định giác chi. Bởi vì cái sự tĩnh lặng nó giúp cho một cái yếu tố là định tâm dễ dàng. Và có định giác chi thì lúc bây giờ có xả giác chi. Chính cái xả giác chi đó nó làm cho tâm, nội tâm được quân bình. Và xả giác chi này nó sẽ chính cái trạng thái quân bình của tâm đó, nó sẽ làm cho tuệ quán khởi sanh lên và chứng được đạo quả. Bảy giác chi khi mà chúng ta trình bày về cái ý nghĩa nó thứ lớp sanh khởi như vậy, thành tựu như vậy, cho nên khi mà chúng ta học để chúng ta khỏi bị chán đó, thì khi mà chúng ta học về thắng pháp với những cái thuộc tính mình đã có được những cái pháp quan hỷ, cái pháp tu tập quan hỷ, thì chúng ta sẽ nhớ biết để mà chúng ta áp dụng, chúng ta thành tựu. Học cái cách này đó thưa quý vị, học viên sẽ thấy rằng là khi mà học về thắng pháp ở cái tâm pháp cũng có nghĩa là chúng ta đang ôm lại kinh tạng, mà với cái sự sâu sắc hơn. Bởi vậy khi mà chúng ta học theo cái cách này sẽ giúp cho chúng ta bỏ đi một cái quan điểm sai lạc mà có nhiều người họ chắc họ đã có quan điểm đó, là họ nói rằng thắng pháp hay là Abhidhamma là nói chuyện lý thuyết ở trên ngọn cây vô ích, là tại vì họ học không biết cách học. Chứ còn như thế này đấy thưa quý vị, ở chúng ta học mà nó có liên hệ đến cái ý nghĩa sâu sắc ở trong kinh tạng thì chúng ta sẽ biết rõ là cái điều cần thiết. Bởi vậy nhà nghiên cứu Phật pháp bà Rai David, khi mà bà bình luận về cái tạng vi diệu pháp, bà nói rằng vi diệu pháp ở phía tâm pháp là nói những gì ở trong thân này, chung quanh thân này và những gì mà chúng ta muốn đạt tới, thì vậy là bao gồm hết. Cho nên chúng ta cố gắng để chúng ta theo đuổi cái lớp ở phía tâm pháp như thế này. Chúng ta học dù nó chậm nhưng mà nó chắc và nó phong phú. Chúng ta hy vọng rằng những điều này sẽ giúp cho các Phật tử chúng ta ôn lại kinh điển, những gì mà chúng ta học
qua ở trong trung bộ, trường bộ, tương ương tăng chi, thì những cái từ đó chúng ta được nghe lại khi mà chúng ta học về thánh pháp, và nghe lại với cái chiều sâu như vậy nó sẽ được. Bây giờ thì chắc có lẽ là có câu thảo luận rồi, và có câu lập thảo luận, cho nên xin tịnh thượng tọa giáo đẳng trở lại nó mua với thầy vậy. Sao thú kính trực thượng tọa sư, xin được hỏi thượng tọa thầy sư một câu rồi sau đó xin thượng tọa đi nghỉ, phần còn lại thì sư đệ và chư tăng sẽ lo. Bạch thượng tọa thầy sư, đạo Phật nói, Phật pháp dạy chúng ta nhiều về đời sống viễn ly, đời sống độc cư. Nhưng mà người ta nói một cái căn bệnh của thời đại đó, mà khiến cho nhiều người bị trầm cảm và bị phiền não rất nhiều, đó là bệnh cô đơn. Lý do mà người ta thích những mạng xã hội, lý do ta thích ra ngoài có bạn bè, thích ra tương lai người khác là tại vì để không cảm giác cô đơn. Thì thượng tọa có lời khuyên nào là làm sao để chúng ta sống an lạc với đời sống viễn ly, sống an lạc với đời sống yên tĩnh, thanh tịnh mà không bị cô đơn không? Cái tỉnh thượng tọa. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý Phật tử. Chúng ta nói rõ hơn, cái đời sống cô độc và cái đời sống viễn ly nó khác nhau. Người ta bị trầm cảm là do cái đời sống của họ bị cô độc, bị cô độc. Người sống bị cô độc là họ bị mặc cảm vì không có ai đối tưởng đến họ, bỏ mặc họ ở bên lề cuộc đời. Chính vì chỗ đó họ cái sự buồn bã, cái sự chán nản lâu ngày nó mới sinh ra cái bệnh trầm cảm. Cái đó là họ thiếu một cái chất, một cái tố chất. Cái tố chất đó tức là cái hỷ giác chi. Thiếu cái tố chất hỷ giác chi, cho nên khi mà thiếu cái tố chất hỷ giác chi thì không thể nào mà có tỉnh giác chi được. Và thiếu hai yếu tố hỷ giác chi, tỉnh giác chi đó, là bởi vì họ không có niệm giác chi, trạch pháp chi, giác chi, cần giác chi, cho nên dễ trầm cảm. Còn bây giờ đối với một người sống đời sống viễn ly quy về khác, thì đối với người này, tại sao họ không cảm thấy cô đơn ở trong cuộc sống? Là bởi vì nội tâm của họ là trú ở trong pháp, trú trong pháp. Nhờ có cái sự an trú trong pháp bằng cách là niệm giác chi, trạch pháp giác chi đó, cho nên lúc nào tâm của họ cũng hăng hái. Và do cái sự hăng hái đó khiến cho họ lúc nào cũng tràn đầy, tràn ngập cái niềm vui, cái niềm vui, cái sự an lạc. Thì ở đây quý vị, ở đây Đức Phật Ngài có so sánh, bà chú giải cũng có nói đến, khi mà giải thích cái câu Niết Bàn Năng Paramam Sukham Niết Bàn là lạc tối thượng đó, thì ở trong chú giải, cái giải thích như thế này
thế gian, chúng sanh, phàm phu thì cho rằng là sắc thọ tưởng hành thức, ở không xin lỗi, sắc thinh hương vị xúc hấp dẫn, làm say mê lòng người, hỷ tham đối với cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Cái đó họ cho rằng là cái sự hạnh phúc, đó là lạc. Nhưng mà cái lạc này vui ít khổ nhiều. Có một cái thứ lạc thù thắng hơn lạc của trần, đó chính là lạc ở trong thiền, thiền định, gọi là samapatti sukha, lạc trong thiền định. Nhưng mà vì lạc ở trong thiền định, cái này nó cũng chỉ là samaya là tạm thời, nghĩa là có giới hạn, có cái hạn, có cái thời hạn. Khi mà tâm thiền đó mà nó bị một cái nghịch pháp, pachanika thầm á, một cái nghịch pháp nó làm cho biến mất, thì lúc bây giờ lạc này sẽ mất. Do vậy chỉ có te sang vu và sumo sukho anicca và ta sang khara upa đã bây giờ thầm đồ và chỉ toa này rút chẳng tí te sang vu và sumo sukho các hữu vi là vô thường. Nó là pháp tánh sanh diệt, có sanh lên rồi có hoại thì phải bị hoại diệt. Tịch tịnh được pháp hữu vi là hạnh phúc, là an lạc. Và tịch tịnh pháp hữu vi tức là niết bàn, niết bàn là tịch tịnh. Vuvasama, Vuvasamo, Vuvasamo hay Upasamo đó còn để danh từ để chỉ cho đứa bạn. Và khi mà tịch tịnh được pháp hữu vi đó rồi, tức là vắng lặng không còn nữa, không còn cái sự hiện hữu của pháp hữu vi, thì lúc đó mới gọi là Nibbanang Paramang Sukhang. Thì trong cái sự so sánh đó, chúng ta thấy rõ ràng là ở đây, khi mà một người sống viễn ly mà biết suy nghĩ thì họ sẽ không cảm thấy cô đơn trong đời sống viễn ly, mà họ sẽ cảm thấy nó là lạc. Bởi vì lạc này là lạc viễn ly, viễn ly lạc người quý vị có sức khác. Chúng ta đừng nghĩ rằng viễn ly không có lạc, viễn ly là có lạc. Rồi tại sao vậy? Bởi vì khi mà con người ta đó mà nhập cuộc vào bởi danh cái lợi, họ ôm ấp tài sản, ôm ấp con cái, ôm ấp ruộng vườn nhà cửa nhiều chừng nào thì khổ nhiều chừng đó. Cho nên thế gian họ tưởng đâu là như vậy, họ hạnh phúc ngất trời. Nhưng mà thưa quý vị, họ không có tự do, không có tự tại. Mà khi sống viễn ly đó thì mới thật sự được tự do, tự tại. Khi mà thấy được cái giá trị đó rồi thì cái việc mà sống viễn ly là mình không cảm thấy cô đơn. Cho nên chúng tôi cũng thường nhắc những người Phật tử đã lớn tuổi là hãy tập cho mình một cái đời sống nội tâm phong phú, luôn có chánh niệm, luôn có tỉnh giác. Để chi? Để khi mà mình bệnh hoạn, mình nằm đó, con cháu nó đi làm hoặc nó ở xa, nó không có về kịp để thăm, không sao cả. Chúng ta cứ nằm đó, chúng ta chánh niệm tỉnh giác, chúng ta sống cho chính mình,
là đủ rồi, chúng ta không cảm thấy cô đơn. Còn nếu mà không đó, thì khi mà mình già, mình bệnh, nằm đó, mình buồn, mình khổ, tại sao mà con đâu, cháu ở đâu, mình nhớ là có con, có cháu nhiều, mà bây giờ mình bệnh nằm đây, nó không có thăm viếng, không có chăm nom vợ mình, khổ tâm, mình buồn tủi. Thì lúc đó, nếu mà mình có lâm chung, thì cái sự buồn tủi đó, cái tâm sân đó, nó sẽ khiến cho chúng ta rơi vào cảnh giới khổ đau. Cho nên chúng tôi thường hay nhắc cho những người Phật tử, nhất là những người Phật tử lớn đã có tuổi rồi đó, thì chúng ta nên tập cái đời sống chuyển ly đúng nghĩa, để chúng ta luôn luôn có cái tâm an lạc. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi, qua câu thảo luận Thượng Tọa Giáo Đẳng vừa nêu. Nam Mô Bổn Thầy. Hình như là cái câu thảo luận này là câu thảo luận số 2 thì phải. Thượng Tọa Giáo Đẳng làm như vậy thì người ta cứ tưởng rằng chúng tôi chỉ mới có trả lời có một câu rồi đi ngủ. Thật ra chúng tôi đã trả lời hai câu rồi đó quý vị. Xin tỉnh, xin để trở lại. Sao thưa quý trưởng sư huynh, dù trả lời một câu hai câu, trưởng sư huynh đi nghỉ. Dạ, hôm nay sẽ huynh sức khỏe, nó qua kỹ. Phân câu lại sự đề với chư tăng sẽ lo, trưởng sư huynh đi nghỉ. Thưa đọc thưa quý vị, trưởng tỏ có mặt ở trước máy và trưởng tỏ có nghe được không? Nếu trưởng tỏ thưa quý vị, tiếp tục trưởng tỏ không nghỉ. Dạ, trưởng tỏ thưa quý vị, có nhiều khi người ta nói không biết không, con gà để ra trứng hay trứng nở ra con gà. Nhưng mà ở đây á, thì chúng ta có một cái câu hỏi là do mình tu tập á, thật ra nó tạo nên sự an tịnh trong lòng, hay là do sự an tịnh á, thì nó tạo nên cái điều kiện tu tập. Xin Thượng Tọa hoan hỷ cho một lý giải về điểm này. Thượng Tọa Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Sanh Khai, với chư thưa đi chúng được nghe rõ. Dạ, cảm ơn quý vị, chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng. Kính lễ đến sư phụ siêu từ từ giác đẳng, từ tâm hành đại đức, từ tri để sư minh thông cùng sư tăng đang hiện diện thân chào đến quý phụ nữ cùng chư Phật tử và kính lễ đến Đức Phật tính. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị. Cái mà chúng ta nói với cái con gà này là cái trứng này là con gà, đó là một cái tình huống khác. Tình huống nó là như thế, nhưng cái tình huống ở đây mà để mà được tạo sự tĩnh lặng ở trong tâm hồn mình, cái sự yên ổn ở trong tâm hồn mình, chắc chắn rằng phải do sự tu tập mới tạo nên cái sự tĩnh lặng. Bởi vì tâm con người thốn vốn nó lao chao, vốn nó chạy theo phóng dật. Khi mà được định hoặc khi được niệm để tâm nó yên tĩnh, hay chúng ta có cái sự suy niệm pháp, hay là quán tưởng, vân vân, thì tất cả những hình thái đó, đó, ý niệm tu tập mà được thực hiện, thì như cái đó như chúng ta cột cái tâm của chúng ta như con ngựa, hay là chúng ta nó thường như tâm vương ý mã gì đó, dạ. Thì hay là tâm của chúng ta nó như con khỉ, nó chèo qua cái cành này, nó chèo qua chèo nọ, vân vân. Thì sự thật ra mà nói không thế nào mà sự tĩnh lặng đó nó hỗ trợ cho sự tu tập. Ở đây nó sự tĩnh lặng tâm hồn trước nhất, còn sự tĩnh lặng chính cái cảnh, cái nơi tha ma mù địa, chính cái cảnh núi rừng, ở cái nơi thanh vắng, cái cảnh thì nó phải tác động. Nó tác động, nó tạo cho tâm của chúng ta ít phóng dật, ít chạy theo ngoại cảnh. Đây là hai cái hình thái nó khác nhau. Cho nên để một cái tâm mình một cái tĩnh lặng, thì trước nhất đó chính là sự tu tập tạo nên tâm tĩnh lặng. Còn cái mặt khác thì nhiều khi á, cảnh vật nó lao chao,
tâm hồn mình được tĩnh lặng. Nhiều khi cảnh vật tĩnh lặng như tâm hồn mình nó lao trao cũng không chừng. Còn có cái hai thứ, tức là tâm vừa lao trao mà cảnh vật nó cũng lao trao luôn, thì ở đây là cái tình huống này chúng ta biết là cái chắc chắn cái thường thường chúng sinh nó là như thế. Còn ở đây nếu nó xác định rằng áp dụng thực tế thì sự tĩnh lặng có hỗ trợ cho sự tu tập hay sự tu tập nó lên sự tĩnh lặng, thì ở đây thì tùy theo cái, tùy theo cái cách tu của mọi người. Và nhiều khi quý vị biết là có những lúc nếu chúng ta có cái tâm định mạnh đó, thì mà cho cái sự thăng trầm, mà cho thấy sự nó có lung chuyển như thế này thế kia ở cuộc đời này của Bảo Tát Phong Ba, những tâm của mình vẫn tiến tu, tâm của mình vẫn vững chắc bước đi, thì ở đây đây là một những con người nó cao cả. Còn quả thật cũng có chứ phải không, những điều này nó cũng chỉ hỗ trợ ở một cách căn bản. Những đây bởi vì Đức Phật cũng chỉ dạy đây là núi rừng, đây núi rừng kia là cội cây Bảy Tam Ma Mộ Địa, nơi đó những đệ tử hãy đi đến đó cố gắng về tâm tinh cần tinh tấn thắng đạt các pháp cần được thắng đạt, thành tựu các pháp cần được thành tựu, thì những cảnh vật nơi đó nó là chính là gốc, từ cho đến nó có sẵn như thế làm cho tâm của chúng ta không có bị đỡ bị, tức là ngoại cảnh đỡ tác động. Nhưng cảnh tĩnh lặng đó, nhưng tâm của chúng ta nó không có tĩnh, nó cũng khó lắm. Bởi vì chúng ta nhiều khi nếu chúng ta có một tâm tu, chúng ta phải có cái tâm tu và có cái niệm tu rất là lớn. Cho nên ở đây phải nói là chúng tôi đã trình bày hết, trình bày hết vừa cái cảnh vật nó đối diện với tâm hồn, vừa tâm hồn, từ tâm hồn đó nó tạo ra cái cảnh yên. Thì cái sự tu tập thì đòi hỏi tất cả chúng ta có sự an tĩnh hay không có sự an tĩnh, có sự tĩnh lặng hay không sự tĩnh lặng, là do chính chúng ta áp dụng thực tế cái điều này. Thường thì tất cả chúng ta tu, chúng ta muốn, chúng ta nói rằng chúng ta muốn cái cảnh nó yên tĩnh giống như vậy, thì nó hỗ trợ cho chính tâm của mình, từ cái tâm của mình nó được nhanh, nó đỡ phải vốn giật, nó đỡ phải bị bất cảnh này nọ. Nhưng phải nói rằng là cuối cùng thì cũng là tâm hồn đó. Tâm này khởi sanh thiền, khởi tâm này bất cảnh. Nếu như chúng ta có chánh niệm, chúng ta có chánh định, chúng ta ghi nhận, thì hay là chúng ta an trụ ở một nơi, một điểm, thì chắc chắn rằng sự tĩnh lặng tâm hồn và từ chỗ đó nó đưa đến chúng ta, tâm chúng ta nó khinh an, thân chúng ta cũng khinh an luôn. Đây là cái điều đặc biệt. Mà hay là tâm của chúng ta nó được tịnh thân, tịnh tâm thì nó được tịnh thân. Đại như thế. Dạ, kính bạch trường tỏ đây chính là cái câu trả lời của chính con. Nếu có điều gì thì vô tức thì chính con thân thân tỏa Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú kính thưa sư tọa Thế Quyền. Đại Đức Pháp Tính ơi, Đại Đức Pháp Tính có mặt ở trước máy và nghe được không? Nếu Đại Đức Pháp Tính nghe được, xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Dạ. Đại Đức Pháp Tính thường thường khi mình đi tu, mình thường nghĩ rằng đời sống mà bận rộn thì nó khó, và nếu mình không làm gì hết thì nó dễ. Nhưng cái kinh nghiệm bản thân Đại Đức Pháp Tính thì đối với người một vị tu sĩ, giữa đời sống an tịnh và cái đời sống trộn rộn, đời sống đa đoan, thì cái nào khó hơn? Dựa trên kinh nghiệm thực tế, cái thỉnh ý kiến của Đại Đức Pháp Tính.
Nam mô Bụt Tha Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Tuệ Quyền, thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng. Mình kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiền nam thánh nữ. Cảm ơn quý vị đã cho biết được nghe là rõ. Qua câu thảo luận của thượng tọa đã nêu hai cái nếp sống đa đoan và an tĩnh, thì cái sống nào khó đối với một tu sĩ, thì kính thưa quý vị, đối với một cái đời sống mà có cái sự an tĩnh thì cái nếp sống này phải nói rằng nó sẽ đem đến cái hạnh phúc cho một cái vị tu sĩ hơn. Nhưng mà thật sự ra cái cách để mà mình làm cho mình có cái đời sống an tĩnh thì cái nếp sống này nó rất là khó, nó rất là khó. Chúng tôi đọc ở trong cuộc đời của những cái vị mà danh tăng nổi tiếng thì các vị luôn luôn có những cái nếp sống như vậy. Nhưng mà nếu mà mình đọc kỹ hơn nữa, mình tìm hiểu kỹ hơn nữa, thì do những cái vị này khi mà xuất gia, được xuất gia với những cái vị hòa thượng, có nghĩa là kìm kẹp cái nếp sống từ lúc nhỏ cho đến lúc lớn. Hoặc là có những vị do có cái kinh nghiệm, do cái kinh nghiệm khi mà sống ở ngoài đời, làm những cái vị bác sĩ, hoặc là những cái người cũng như là có một cái nếp sống rất là thăng bằng, có một cái nếp sống rất là kỹ cương. Thành ra đó, khi mà bằng tu tập đó, vị đó có một cái đời sống, có một cái nếp sống rất là ngăn nắp, giờ nào để tu tập, giờ nào để nghiên cứu, thì những cái vị đó đều có một cái thời khóa biểu, hoặc là có một cái lịch trình để mà tu tập. Thành ra tỉnh luôn lúc nào cũng lại sự phúc cho đó. Và hơn nữa đó, lại đem đến một cái sự mẫu mực cho quần chúng, hoặc là cho tất cả mọi người đó. Còn đối với cái nếp sống đa đoan thì cái nếp sống này ngày nay phải nói rằng là dù cho mình không muốn nhưng mà mình cũng phải vướng vào rất là nhiều. Cũng như quý vị biết rằng đối với tất cả giảng sư hoặc là những vị trụ trì thời nay đó, thì quý vị thấy rằng là rất là đa đoan, rất là nhiều, nhiều cái công việc. Công việc ở đây là nói về cái chuyện hoằng pháp. Có nhiều khi quý vị, chúng tôi nhìn những cái vị đứng đầu giống như là một cái con lân vậy đó, giống như một cái con lân phải múa để mà nuôi một đòn lân, nuôi một đòn lân. Thì ở trong cái điều này chúng tôi nói ra đó, là không phải là nói về những cái công việc mà nó theo thế sự, mà đa đoan ở đây là do cái công việc phải chạy giảng chỗ này giảng chỗ kia, hoặc là nhiều khi những cái người mà cư sĩ mà người ta từng có cái thân tình, nói chung là người ta có cái luôn luôn cái tâm ta lúc nào với mùa. Thành ra nhiều khi mình cũng phải đi, mình cũng phải hỗ trợ cái đời sống của những cái vị đó rất nhiều. Tại sao mà mình hỗ trợ quý vị? Tại những người ta đã bỏ ra, người ta gắn bó với chùa trong suốt rất là nhiều năm đó. Thành ra đó, mình cũng phải có cái sự hỗ trợ về tinh thần của người ta. Thì so sánh về hai cái nếp sống này thì cái nếp sống an tĩnh lúc nào cũng là hạnh phúc, hạnh phúc mà nó cũng là khó để mà
khó để mà chúng ta thực hiện được một cái nếp sống an tĩnh. Còn thật sự ra đó, cái nếp sống đa đoan đó, chỉ có những người nào mới đầu thì người ta chưa có biết cái sự đa đoan đó là cực khổ. Chỉ có sau một thời gian đó thì mình mới nhận thức ra được là cái sự đa đoan nó rất là cực. Nhưng mà bây giờ đó thì mình không làm thì nó cũng khó coi đối với cái đời sống ngày hôm nay. Vậy thì so sánh về hai cái nếp sống đa đoan và an tĩnh thì luôn luôn là cái nếp sống mà an tĩnh thì nó sẽ khó cho một cái vị tu sĩ. Khó là ở đây là chúng tôi nói về theo cái khía cạnh chúng tôi nghĩ khó là như thế nào. Mình khó thực hiện, khó thực hiện được cái nếp sống mà an tĩnh. Tại vì mình không thể mà mặc kệ hoặc là mình bỏ mặc những cái người mà người ta đã từng có những cái công đóng góp cho chùa, hoặc là mình không thể nào mà mình bỏ mặc một cái ngôi chùa. Thí dụ như quý vị thấy rằng có nhiều người đó, người ta vào ở trong chùa đó, có nhiều ở trong cái thời nay đó, có nhiều vị tu sĩ. Thí dụ như khi mà họ nhìn chùa, họ thấy rác, những cái chiếc lá nó rụng đầy sân, hoặc là ở chánh điện có những cái lớp bụi nó đóng. Thì có một số vị tu sĩ họ nhìn cái điều đó, họ thấy nó rất là bình thường, họ thấy rất là bình thường. Nhưng mà đối với những cái vị mà đứng đầu ở một cái ngôi chùa đó thì không thể nào, không thể nào mà để cũng như là làm lơ hoặc là bỏ qua những cái cảnh mà mình đã thấy. Thành ra đối với thí dụ như chúng tôi đó, chúng tôi thấy những cái cảnh đó, một là mình sẽ nhờ cái người nào mà người ta có cái tâm công quả thì người ta dọn dẹp giùm mình. Còn nếu mà khi mà mình không có thấy có một cái người nào để mà giúp mình cái công việc đó thì tự động mình phải đi làm, tự động mình phải đi làm cái đó. Thì khi mà mình làm rồi thì quý vị thấy rằng nó mất đi cái sự an tĩnh rồi quý vị, nó mất đi sự an tĩnh rồi. Thật sự tại vì mình làm xong rồi mình phải đi làm cái công việc khác nữa. Thì ở đây chúng tôi nói về cái nếp sống an tĩnh đó, thì ai cũng thích cái nếp sống đó, nhưng mà rất là khó thực hiện, vì trong cái mình không thể mà mình bỏ mặc cho một cái ngôi chùa hoặc là cho một cái cuộc sống, một cái cuộc tu của mình. Thì chúng tôi nói khó ở đây đó là khó ở trong cái sự mà mình tu tập. Chúng tôi nói về cái điều khó, mà khó là cái do cái sự mà tu tập của mình đó, thì mình không thể bỏ mặc về những cái điều đó. Chứ thật sự ra nó không phải là khó mà giống như là mình không chịu tu hoặc là mình làm biến tu. Mà chúng tôi không có nói khó ở trong cái cảnh đó hoặc là cái mặt đó, mà chúng tôi nói rằng là khó thực hiện được cái đời sống an tĩnh là do ngày hôm nay là cái công việc mình nó nhiều, hoặc là mình không thể nào mà mình bỏ mặc một cái ngôi chùa, hoặc là mà mình bỏ mặc một cái chuyện gì mà nó liên quan đến lợi ích của chung thì mình không thể bỏ mặc được những cái điều đó. Thành ra nó khó cho mình sống cái đời sống an tĩnh trong cái cuộc tu này. Đây là những ý của con xin được trình bày qua cái câu thảo luận của Thượng Tọa. Bây giờ con xin thỉnh Thượng Tọa trở lại. Sa thủ kính trình đại Đức Pháp Tính, sư Nguyên Thông ơi, sư Nguyên Thông có ở trước máy và sư Thông có nghe được không? Nếu sư Nguyên Thông nghe được, xin thỉnh sư Nguyên Thông trả lời cho câu số 3. Sư Nguyên Thông có một số vị tu thì rất là muốn sống yên tĩnh, nhưng mà đôi khi lại có cái mặc cảm là mình sống thì sống tình tu thì mình thiếu trách nhiệm đối với chúng sanh, đối với công việc hoằng pháp. Thì
Sư Thông có nghĩ là đời sống tịnh tu là đời sống thiếu trách nhiệm đối với chúng sanh không? Xin cái thỉnh ý kiến của Sư Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là Nguyên Thông, con tuân lệnh sư phụ, có đáp án cho cái câu hỏi số 3 hay số 4 gì đó. Kính thưa sư phụ, là vấn đề mà tịnh tu mà mình có thiếu trách nhiệm đối với chúng sanh hay không? Kính thưa sư phụ, cái này thì tùy cái trình độ hiểu biết của mỗi người hành giả. Cái chữ tịnh tu không có nghĩa là không làm gì cả. Cái tịnh tu là người hành giả đó là luôn luôn đối diện với chính mình trong khi mình làm mọi công việc. Thí dụ cái người rửa chén cũng có thể tịnh tu, mà người quét cửa nhà quét cửa cũng có thể tịnh tu, mà người mà tiếp khách, người giải quyết những công việc trong thế gian trong chùa cũng có thể tịnh tu được. Bởi vì cái tịnh tu này là do cái người hành giả đó họ đối diện với chính cái tâm của họ, chứ không phải là họ đối diện với người bên ngoài. Mình giải quyết những bên ngoài là giải quyết những câu chuyện thế gian, còn cái tịnh tu là do cái con người của mình đối với cái tâm an tịnh của mình. Cái tâm an tịnh của mình đó là cái tâm mà không bị phá rối bởi dục tham, hận tham. Thì tất cả những cái mà cái tâm sân hận, mà tâm tham lam của mình đó, mà nếu mà nó khuấy động mình đó, thì mình không có tịnh tu. Còn cái tâm mà tham lam, tâm sân hận mà nó không nổi lên trong cái tâm của mình khi mình đối diện với nó, mà lúc mình đang làm việc giải quyết chuyện chùa đó, là cái thái độ, cái tài năng, là cái trí tuệ của một người trụ trì, hay là cái một người Phật tử, hay là một người tu sĩ. Vì vậy cái vấn đề này nó tùy thuộc cái sự lãnh hội giáo pháp của một cái người Phật tử, của một người tu sĩ, chứ không phải là một cái người mà tịnh tu có nghĩa là không làm mà hết là làm biến, chứ đâu phải là tịnh tu. Vì vậy cho nên là có làm việc, nhưng mà hồi xưa trong khi con học về philo đó, thì cái người mà có một cái tâm, một cái trí tuệ, thì cái người đó luôn luôn họ làm việc. Mà trong ta người đó là họ làm việc, mà người ngoài ngó vô thấy họ không có làm gì cả. Hay là một người mà mình thấy họ tối ngày quần quật ở trong chùa, nhưng mà họ vẫn thấy họ rảnh rang, họ vẫn thấy họ có tịnh tu. Cho nên cái vấn đề đây nó có hai cái vấn đề. Một cái vấn đề là cái người hành giả đã làm việc bằng tay chân thì người ta thấy người đó là bận rộn. Nhưng mà người hành giả nó không có làm việc bằng tay chân nhưng mà ta vẫn bận rộn. Cho nên cái vấn đề này nó tế nhị, mà phải có cái người mà thường xuyên mà đọc kinh Phật, thường xuyên nghe kinh Phật, thường xuyên vào room mà để lắng nghe, ghi chép và ôn tập tư duy, thì mới có thể hiểu được giáo pháp của Đức Phật. Bởi vì giáo pháp của Đức Phật nó không phải ở trong chỉ nghĩa, mà giáo pháp của Đức Phật cũng không phải ở trong cái hoạt động là quét chùa, rửa chén vân vân. Mà cái giáo pháp của Đức Phật nằm trong cái tâm, cái trí tuệ của người hành giả khi mà đọc kinh hay là nghe kinh, nghe lời Đức Phật giảng dạy, hay là nghe lời chư tăng giảng thuyết, rồi mình suy nghiệm, rồi mình tìm ra cái lý do đó. Tại vì sao vậy? Tại vì mình là một người muốn tu hành để mà giải thoát được, thì mình biết cái gì để là mình làm cho bận tâm mình, và cái gì mà khiến cho mình không có phải mà lo gì những cái việc mà không xứng đáng để cho mình phải lo, mà những việc mà xứng đáng để cho mình phải lo, là mình giải quyết những cái tâm tham, tâm sân của chúng ta, đồng thời phối hợp với là cái cuộc sống của mình trong công việc điều khiển cái ngôi chùa của mình, hay trong công việc hoạt động sinh hoạt hàng ngày của mình. Thì tất cả cái này là do cái sự hiểu biết và sự thu xếp và cái khả năng
của một người hành giả đó. Thật ra cái này thì nó là một cái sự thấy biết của từng cá nhân. Mỗi cá nhân nó có một cái việc riêng của mình, một cái nhìn riêng của mình, một cái giáo dục gia đình, giáo dục học đường, giáo dục của xã hội để cho người hành giả đó rút tội những cái kinh nghiệm đó để mà sống mà hòa hợp với mọi người, đồng thời mình thực hiện được cái lý tưởng sống của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là những điều mà con học được trong những năm tháng gần sư phụ, gần chùa. Và con xin chấm dứt ở đây và chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ đỡ ra mai để giảng dạy thêm những điều mà con nói không đủ, để con được học hỏi thêm trí tuệ của sư phụ. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Sa thú cái trường sư Nguyên Thông. Bạch sư tọa Tư Quyền, thượng tọa có ở trước máy không? Nếu thượng tọa Tư Quyền còn nghe được kính đỉnh, thượng tọa còn thì trả lời cho cô thảo luận số 5. Dạ, thượng tọa Tư Quyền, khi mà chúng ta đều đồng ý với nhau rằng cái sự trầm tĩnh hay là an tĩnh nó là một cái trạng thái rất là tốt mà chúng ta mong mỏi có được trong đời sống tu hành. Nhưng mà bây giờ đó, ví dụ như đời sống của chúng ta ngày hôm nay bận rộn đa đoan với nhiều việc, thì khi mà chúng ta muốn trở về lại với một nội tâm an tĩnh thì thượng tọa có cái lời ý gì, có đề nghị gì, là cái gì đưa chúng ta trở về với sự an tĩnh đó? Xin kính thỉnh thượng tọa Trần Nguyên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tham A Nam mô Sang Ca và đại chúng nghe rồi. Và cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến chư tăng, chúng tôi kính chào đến quý tu cùng chư Phật tử. Và kính bạch thượng tọa cùng đại chúng, thì có thể là khi chúng ta phải đối diện với quá nhiều công việc, và dù cho là đó là vị tăng hay là cư sĩ, nhưng chúng ta làm sao chúng ta về đời sống tu sĩ, chúng ta phải quay về với sự tĩnh lặng. Thì cái điều này, đây là cái điều mà tất cả mọi người phải có một cái khái niệm tu tập thôi, chứ không phải nói rằng là có một pháp môn nào mà để dành cho cái người nhiều bận rộn, để có pháp môn này người ít bận rộn, không phải vậy. Mà có thể nói rằng là chúng ta tập đối diện, chúng ta biết được những cái ví dụ như là nghe chúng ta đã thường thường nói câu đó là quả thật như vậy đó: cuộc vui rồi cũng tan, cuộc tiền nào rồi cũng tan, sự kiện nào dù chúng ta có vận động như thế nào thì chúng ta cũng phải quay về với chính mình, tức là nội tâm chính mình, và tất cả mọi người sẽ ra đi, vân vân. Tiếng xin qua họ như là một cái cuộc lễ rất là đông đảo, bận rộn mệt mỏi, như một phút chốc khoảng 2-3 giờ đồng hồ, 4-5 giờ, lập tức tất cả quay về, trả về vị trí cũ. Thì cái điều này nó đòi hỏi một cái sự chịu đựng, nó đòi hỏi một cái ý niệm tu tập rất là mạnh, rất là mạnh. Chứ không có chúng ta chạy theo ngoại cảnh. Bây giờ tự nhiên lúc một trước đó cũng quá ồn ào, bây giờ tự nhiên nó yên tĩnh. Cái điều này ai quen có sự thực nghiệm, ai quen cũng có sự suy niệm về vô thường, về khổ não, về vô ngã, và tất cả thấy nó vô thường và thật như vậy. Bây giờ đông đảo nè, trước kia một chút xíu thôi, một thời gian trước đây còn chừng 1 giờ, nửa giờ gì đó rất là ồn ào náo nhiệt, nhưng bây giờ thì nó tĩnh lặng. Cái cũng như cũng thế, nó vô thường như vậy, làm cho tâm mình nó leo cao, làm cho tâm mình nó lộn động. Đây là chúng ta suy quán trên cái sự vô thường của các pháp. Và từ chỗ vô thường của các pháp, chúng ta nghĩ rằng tâm mình cũng sẽ thay đổi, tất cả những hiện tượng mà tâm của mình cũng vậy, nó cũng thay đổi, nó cũng vui lúc buồn, lúc thiện lúc ác, nó là như thế.
Cho nên vì vậy, để như thế, chúng ta không bao giờ bị rơi vào tình huống tức là chúng ta tuyệt vọng. Chúng ta cảm thấy không thể nào còn cái sự cứu vớt, không thể nào còn cái lối thoát, cái đường đi của chính mình nữa. Đây cũng là một phương pháp để chúng ta thấy sự vật cuộc đời nó vẫn trôi chảy, không có mở chạy cũng chẳng chắn không bữa nào. Có mình hay không có mình thì cũng là thế. Nhưng tại sao mình lại là phải lao theo, mình phải quá bận rộn, mình là quá phải tự cho rằng tự mình cắt đặt mình như thế này thế nọ. Thì cái đó là chính những cái mọi con người đó đó. Chứ còn thì thật ra là mọi cái sự dao động trong cuộc sống để tâm hồn mình đã trấn tĩnh, thì cái điều này là chúng ta phải tập thành cái thói quen để đối diện với nó. Và đời sống tu sĩ là đời sống như thế. Đời sống của tu sĩ hoạt động ngày hôm nay phải tập thực hiện cái điều đó. Chứ nếu như mà ta đang ở phù pha nói gì, chúng ta về đi khỏi đây. Thường thường có nó vui chơi với các sư, nhưng đó cũng là một cái lý. Vì các vị đang ở Trung Nguyên, khi các vị thể về Đại Mạc một cách hoan vắng, một cách tĩnh lặng, các vị thực nghiệm được, chiêm nghiệm được, sống được cái cảm giác của Đại Mạc, thì các vị như vị ta nói phải nói là rất là khó. Bởi vì đã quen sống với đời sống của Trung Nguyên. Đến thứ quý vị chứ không phải là một chuyện bình thường. Đó, tôi đang nói trên tình thái của người tu. Và cũng vậy, một số Phật tử nói hay là trời tu gì thì sướng, yên tĩnh, dễ tu, dễ sợ luôn. Ước gì mà được như thế này thì cứ nói thì đâu có khó đâu. Thì giờ muốn thì cứ vào đi. Thì cứ vào đi. Vào xong một chút xíu thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng nó như thế nào. Thôi, không được. Bởi vì chứ thì con còn đủ thứ chuyện này chuyện kia, toàn lý do hoàn cảnh như sự thật ra. Họ không có thể đối diện với một cái cảnh, cái vật bên ngoài lẫn bên trong tâm hồn. Cái cảnh vật nó điềm tĩnh, cảnh vật nó trầm mặc, nó trầm tĩnh. Và nội tâm của chúng ta phải cảm niệm, phải vẫn trú theo cái cảnh đó, chúng ta mới sống được an lạc. Và kính thưa quý vị, nếu như mà chúng ta đó, chúng ta biết một đời sống ở trầm tĩnh của nội tại, thì khi chúng ta đang bị cái dao động cuộc sống, khi chúng ta trở về với đời sống nó trầm tĩnh thì nó hạnh phúc vô cùng. Người nào khi đang sống trong một cuộc sống nó dao động, nó bận rộn hay nó phiền tối, bây giờ chúng ta bước sang qua một cái trạng thái nó trầm tĩnh của nội tại và chúng ta cảm thấy nó an lạc, người đó ít nhất cũng đã được trải nghiệm, ít nhất cũng là có một vốn sống rất lớn về nội tâm. Chứ còn thường thì nếu chúng ta dầu chúng ta bị già cả lớn tuổi luôn, chúng ta cũng thích cái cảnh vui à. Chúng ta lao dao, nó lao trao, nó lộn xộn mà chúng ta lại thích. Chứ chúng ta ước mong là một chuyện, ước mong về nhà mình có một cái vườn, mình có ít cây kiểng, rồi mình ra mình tưới cây, trồng rau, bắt bướm bắt sâu, rồi tỉa cành tỉa cây cho nó vui. Và chúng ta trồng lan, trồng bông, trồng hoa, vân vân. Cái chúng ta suy nghĩ, cái ước mong nó là như vậy. Nhưng chúng ta thực hiện được cái đời sống tạm gọi là cái tĩnh mặt của thế sự như thế thôi mà đã là khó rồi, chứ đừng nói chi là một cái đời sống mà quay về với nội tại của mình, quay về có mà sau đó trước những cái sóng gió bão tố của cuộc đời, hay là trước những cái sự dao động phiền tối của cuộc sống, mà chúng ta vẫn một lòng một dạ
thì ở đây nói đến một cái trải nghiệm sống của người đó, dù cho là tăng hay là tu, phải có một cái sự thực nghiệm, có một sự trải nghiệm và cảm nghiệm được một cái niềm đau, nỗi khổ, niềm vui, nỗi buồn, tất cả. Và chúng ta chịu đựng được nhiều cái sự khổ đau, chứ không phải là chỉ riêng một điều ở đâu nha. Thì như thế thì chúng ta sẽ được thành tựu. Thì đến bậc thượng tọa đó chính là đứng trên cái nhìn của chúng con là như vậy. Còn nếu có những gì cần bổ túc cho câu hỏi thôi lên thì kính cùng tên thượng tọa Nam Mô của thầy nhé. Sa thủ cái chân thượng tọa Tây Quyền. Bạch Chi Tôn Đức và thưa quý Phật tử, còn vài giây phút sau cùng của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn nhắc lại một số điểm liên quan đến bài học Pháp. Chúng ta biết một cái đặc tính hảo là có tỉnh tánh vinh. Điều này nó là một cái tác dụng hai chiều. Thứ nhất là hễ tâm thiện càng nhiều thì cái đời sống nội tại của chúng ta nó càng an nhiên hơn, càng tĩnh lặng hơn. Mà ngược lại thì chúng ta càng có nhiều sự an tĩnh thì nói theo ngôn ngữ ngoài đời là cái thần trí của chúng ta nó sáng hơn. Ở trong kinh có đề cập đến chuyện này là có một lần Ngài Xá Lợi Phất khi còn là một cư sĩ là Upatissa, Ngài nhìn thấy một vị sa môn đi khất thực, nhưng mà cái sự trong sáng nó toát ra bên ngoài. Thì cái vị sa môn đó chính là Ngài Asachi, là một ở trong năm vị kiều trần như. Tại vì Ngài là một vị A-la-hán nên chi cái tâm của Ngài an định cho cái phong thái thoát ra bên ngoài. Sự an tịnh nội tại nó là nó cũng biểu hiện ra bên ngoài, người ta gọi là tướng tự tâm sanh đó. Vậy thì đời sống an tịnh ở bên ngoài nó cũng giúp cho đời sống nội tại rất là nhiều. Vì vậy chúng ta nên hiểu rằng ở trong cuộc sống, cho dù là mình có nhiều lý do, có nhiều cái lời biện hộ rất là tốt, nhưng mà nói cách nào đi nữa thì một cái nội tâm sung mãn đó, một cái nội tâm an lạc, một nội tâm hiền thiện thì luôn luôn cần cái chất của cái gọi là an tĩnh. Không phải lao sao không dao động. Một cái nội tâm mà lao sao dao động nó khó làm cái cơ sở để phát triển tâm thiện, khó làm cái cơ sở phát triển trí tuệ. Mình để ý trong giai đoạn nào của đời sống mình mà bị chi phối bởi nhiều việc đó, thì thật ra cái khả năng tập trung của chúng ta không tốt, cái trí tuệ của chúng ta không có sáng, và cái chánh niệm của chúng ta không có rõ ràng đâu. Nên người tu tập thì trân trọng những giờ phút tĩnh lặng. Cái thấy đặt ngược lại, chúng tôi có được nghe Ngài Ajahn Chah, Ngài nói trong một bài pháp, Ngài nói rằng người tu mà ở một mình mà gọi là buồn thì đó là một sự thất bại lớn. Người tu tập mà càng an tịnh thì càng cảm thấy rằng đây là cái thời gian tốt để mình niệm hơi thở, để mình quan sát thân tâm của mình. Người tu tập nào mà ở một mình mà gọi là buồn, ở một mình mà mình nói là cô đơn, thì mình có vấn đề. Vấn đề ở đây không phải là vấn đề lớn như là theo kiểu người đời, mà vấn đề ở đây tức là chúng ta chưa có khả năng sống một mình, và chưa có khả năng sống yên tĩnh, chưa cảm kích được cái cơ hội sống yên tĩnh, và chúng ta chưa tận dụng được sự yên tĩnh đó. Đức Phật và Chư Thánh Đệ Tử đó, thì các ngài sống ở nơi an tịnh,
nếu mà chúng ta để ý trong kinh thì Đức Phật Ngài có nói câu này: một vị tỳ kheo đi đến khu rừng ở dưới cội cây hoặc một ngôi nhà trống, ngồi tiết già lưng thẳng, đặt niệm trước mặt. Hay hoặc giả là Đức Phật Ngài dạy rằng: hỡi chi tỳ kheo, kia là khu rừng, nọ là cội cây, và đây là ngôi nhà trống, các con hãy tinh tấn tu tập chứ để hối tiếc về sau. Những cái mệnh đề mà Đức Phật Ngài lặp đi lặp lại, kia là khu rừng, đó là gốc cây, đây là ngôi nhà trống đó, không phải là một cách nói sáo ngữ, không phải là một cách nói vô nghĩa. Và ở trong đó Đức Phật Ngài dạy rằng đó là những điều và chúng ta nên tận dụng điều kiện đó đó để cho đời sống nội tâm. Cũng như hôm nay quý vị, chúng ta có một cái sự kiện ở trong thời kỳ đại dịch, đó là sự cách ly. California là một thí dụ. Ở trong xuyên suốt thời gian vừa qua thì có rất nhiều cuộc biểu tình, có rất nhiều chống đối với lệnh cách ly. Không phải người dân mà kể cả cảnh sát, người ta không chấp nhận cách ly, họ coi đó là một cái gì mất tự do và người ta chống đối việc cách ly. Nhiều sở cảnh sát đã nói rằng họ không hợp tác với chính quyền tiểu bang. Nhưng mà thưa quý vị, hôm nay khi chúng tôi đang nói chuyện với quý vị đây, thì ngày hôm qua đó là một ngày kỷ lục. Con số người bị lây nhiễm ngày hôm qua đã gần tới, và quý vị qua nghỉ chờ cho một chút xíu. Ngày hôm qua gần tới số lây nhiễm gần tới 250.000 người, 248.000 người lây nhiễm, tức là người ta gọi quarter of millions, 1/4 triệu, 250.000 người lây nhiễm, và con số chết đã lên tới gần 3.500, thưa quý vị. Và số người nhập viện ngày hôm qua trên 100.000 người, và nhiều tiểu bang thì cái bệnh viện không còn, ở phòng ICU không còn có chỗ dừng nữa. Thì chúng ta thấy một ngày mà lây nhiễm đến mức độ đó là rất là cao. Và do vậy khi mà tiểu bang California hay một vài nơi khác kêu gọi dân chúng nên ở nhà đó, người ta chống đối rất là mạnh. Tại sao ta chống đối mạnh? Tại vì đơn giản là ở nhà làm cho người ta cảm thấy buồn nản, cảm thấy bị trầm cảm, thà ra bên ngoài. Đến nhà hàng, đến quán cà phê, tụ tập đảo, mà như vậy nó đỡ đi cái sự buồn nản. Thì điều đó cho chúng ta điều gì? Cái khuynh hướng phần đông của chúng ta đó là sợ sự yên tĩnh. Dạ, mặc dù cái cuộc sống càng văn minh thì con người thấy rằng những cái khu gia cư nên yên tĩnh. Cuộc sống càng văn minh, người ta thấy rằng ở trong thư viện là nơi yên tĩnh. Cuộc sống càng văn minh, người ta đến những cái nơi nghi lễ thiêng liêng, người ta nên yên tĩnh. Nhưng mà một cái gì rất là bản năng con người chúng ta đó, thì chúng ta lại thích sự ồn ào, náo nhiệt. Chúng ta thích sự trộn rộn, chúng ta thích rộn ràng, chúng ta thích lăng xăng. Và rồi là một người học Phật Pháp, một người tu theo lời dạy Đức Phật, chúng ta nên hiểu cái sự tác động của hai thế giới đó. Có một điều rất là chắc chắn mà chúng ta là tâm càng yên tĩnh thì thiện pháp càng dễ sanh, càng dễ tu tập. Mà tâm càng trộn rộn, càng rộn ràng, càng đặc biệt là trí tuệ, đặc biệt sự an lạc. Dĩ nhiên là chúng ta khó tin lắm, nhưng mà nếu nghiệm cho kỹ, nghĩ cho kỹ thì dần dà điều đó sẽ được thấy rõ trong đời sống này. Nên chúng ta nên thấy một điều rằng càng sống càng trưởng thành thì chúng ta rất cần khả năng sống một mình, sống trong sự yên tĩnh, không phải sống giống như một cách gượng gạo miễn cưỡng, mà chúng ta thực sự hoan hỷ sống an lạc, hoan hỷ trong đời sống yên tĩnh, cảm kích sự yên tĩnh, nhận ra giá trị đời sống an tịnh và
qua đó chúng ta nhớ lời Đức Phật dạy. Này chư vị kheo, kia là khu rừng, nọ là cội cây, đây là ngôi nhà trống. Các con hãy tinh tấn, chứ có hối tiếc về sau. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính trưng chư Tôn Đức đã vào rung để thuyết giảng, đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thủ lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng công rung. Chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng mi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, quý ớp, sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Giá, dạ con kính tri ân quý ngài. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng, cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu.